Đi tìm lẽ sống là một trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng nhất do Quốc hội Hoa Kỳ bình chọn. Nó được dịch ra 24 ngôn ngữ và nổi tiếng khắp thế giới. Tác giả Viktor Frankl là một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, được mệnh danh là người có phép màu của thế kỷ 20. Trong thời kỳ Đức Quốc xã, là một người Do Thái, ông bị giam cầm trong trại tập trung được mệnh danh là nhà máy tử thần. Thế nhưng, ông không chỉ sống sót trong chiếc lồng địa ngục đó, mà còn đi tiên phong bằng liệu pháp ý nghĩa thắp lại lẽ sống cho những con người đang tuyệt vọng. Cuốn sách này được chia thành hai phần. Phần đầu ghi lại trải nghiệm của tác giả trong trại tập trung. Phần thứ hai, ông đã kết hợp kinh nghiệm của mình với học thuật để tạo ra một phương pháp trị liệu, giúp mọi người tìm thấy ý nghĩa của sự tái sinh từ ngõ cụt và tìm lại bước chân huy hoàng trong cuộc đời của chính mình. Nếu phải dùng ba từ để tóm gọn cuốn sách này, thì đó là ba từ: lựa chọn, đau khổ và ý nghĩa. Một nhà văn nổi tiếng người Nga đã từng nói rằng: "Tôi chỉ có một nỗi sợ hãi, đó là không xứng đáng với nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều và tôi phải có được ý nghĩa đối với những gì đã trải qua." Làm thế nào để biến nỗi đau thành ý nghĩa? Có lẽ nó chỉ cách một bước chân mang tên là lựa chọn. Và khoảng cách giữa mỗi con người chúng ta cũng khác nhau ở bước đi này. Băng qua khắp núi sông trên đời, ai mà không thương tích đời mình? Như khi cơn bão đi qua và mưa đã tạnh, bạn sẽ chợt nhận ra rằng hóa ra tất cả những nỗi đau bạn gặp trong cuộc sống này thực sự có mặt ở đây để cứu đỗi bạn. Nếu bạn đang đấu tranh với một nỗi đau, sự tuyệt vọng trong cuộc sống, nếu bạn đang có vô số những bối rối, đau buồn và sợ hãi, bạn có thể tìm thấy sức mạnh từ cuốn sách này. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Tuần này, mình xin chia sẻ với các bạn một nội dung mang tên "Mọi thứ khiến bạn đau khổ đều ở đây để cứu đỗi bạn." Qua cuốn sách tâm lý học nổi tiếng "Đi tìm lẽ sống" của Viktor Frankl. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lựa chọn. Bạn có thể bị lấy đi bất cứ thứ gì, nhưng không thể đánh mất quyền lựa chọn. Vào năm 1930, cả châu Âu chìm trong nỗi kinh hoàng của Đức Quốc xã. Khi đó, Frankl là trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện ở Viên, thủ đô của Áo, và đã có một gia đình hạnh phúc. Để bảo vệ sự an toàn của Frankl, lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Viên đã mời ông lấy thị thực nhập cư. Thế nhưng ông không thể chịu đựng được việc bỏ lại cha mẹ, gia đình và những bệnh nhân của mình. Vì thế mà ông đã lựa chọn ở lại. Không ngờ chỉ vài tháng sau đó, Đức Quốc xã đã chiếm Viên, ông và vợ, cha mẹ cùng các anh chị em đều bị bắt và bị đưa đến trại tập trung. Giống như Frankl, còn có 1.500 người khác cũng phải chịu số phận tương tự như ông. Nhiều người trong số họ là doanh nhân, bác sĩ, giáo viên và nhà nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, những người từng sống đàng hoàng và được kính trọng này lại biến thành những tù nhân bị chà đạp và làm nhục một cách bừa bãi. Họ luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ phòng hơi ngạt, lò thiêu hay bị đánh đập đến chết. Tất cả đồ đạc họ mang theo đều bị thu giữ và họ bị nhốt như gia súc trong những trại giam giống như một cái chuồng chỉ có thể chứa tối đa 200 người. Mỗi ngày họ chỉ được ăn một mẩu bánh mì nhỏ, một bát súp, quanh năm chỉ được mặc một bộ quần áo mỏng manh và phải sửa chữa đường sắt, đường ray, làm những công việc nặng nhọc. Vào ban đêm, họ co ro trên tấm ván, 9 người cùng chia sẻ 2 chiếc chăn và lấy giày dính bùn làm gối. Nếu họ bất cẩn một chút, hoặc không may gặp phải những tên lính đang trong tâm trạng tồi tệ, họ sẽ bị đánh đập một cách dã man. Đáng sợ hơn nữa, một khi cơ thể suy sụp, không thể làm việc nặng, họ sẽ bị đưa vào phòng khí độc mà kết liễu cuộc đời. Trong trại tập trung, hầu như ai cũng từng nghĩ đến chuyện tự tử. Dễ nhất là chạy đụng vào lưới điện. Vì vậy, để kết thúc vĩnh viễn thì không có gì là khó khăn. Tiếp tục sinh tồn, sống sót ở đây mới là điều khó nhất. Vậy điều gì có thể khiến Frankl không mất đi ý chí sinh tồn, mà còn có thể cố gắng hết sức để lội ngược dòng, cứu lấy mạng sống của mình? Đối với ông, đầu tiên đó chính là quyền được lựa chọn. Ông luôn tin tưởng rằng
ngay cả trong những điều kiện tâm lý và thể chất tồi tệ nhất, con người vẫn có thể duy trì một mức độ tự do tinh thần và ý thức độc lập nhất định. Từ đó có thể lựa chọn hành vi và phản ứng của riêng mình, cũng như quyết định bản thân muốn trở thành người như thế nào. Lần đầu tiên, Frankl phải tắm trần truồng trong trại tập trung. Ông nhận ra rằng, ngoại trừ cơ thể trần truồng, tất cả mọi người đều không có gì cả, của cải tích lũy cũng chẳng là gì cả. Rất nhiều thứ của bạn, tất cả những thứ bên ngoài nội tại của bạn, đều có thể bị một thế lực không thể kiểm soát nào đó lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng thứ duy nhất không thể lấy đi được, đó là quyền tự do lựa chọn, cách phản ứng của bạn. Chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc và hành động của mình khi đối mặt với những sự kiện này. Mọi tù nhân trong trại tập trung đều phải đối mặt với một môi trường sống vô cùng khắc nghiệt là như nhau, nhưng phản ứng của họ lại khác nhau. Có người lựa chọn từ bỏ, có người lựa chọn vô cảm, có người lựa chọn kiên định đến cùng. Vậy bạn sẽ lựa chọn điều gì khi đứng trước nỗi đau? Hãy nghĩ về đoạn đối thoại kinh điển của nhà văn người Pháp. Bạn có thực sự yêu cuộc sống không? Vâng, tôi yêu cuộc sống. Bạn đã bao giờ bị đau khổ chưa? Đã có vài lần, nhưng bản thân nỗi đau là cuộc sống. Đời người như biển cả, có lên, có xuống, và không biết sẽ trôi về đâu. Còn đau khổ giống như những cơn thủy triều vội vàng ập đến, hết đợt này rồi đến đợt khác. Trên thế gian này không có cuộc đời nào chỉ có ngọt ngào mà không có đắng cay, cũng không có cuộc đời nào chỉ có cay đắng mà không có chút ngọt ngào. Cuộc sống vốn dĩ đầy thăng trầm, và nó luôn đi kèm với những đau khổ. Nỗi khổ ấy có thể là những ngày tăng ca triền miên, phải thức rất khuya và dậy rất sớm, đầu tát mặt tối, chạy bôn ba ngày này ngày khác để duy trì cuộc sống. Nỗi đau đó có thể là khi người thân đột ngột ra đi, khi bơ vơ chỉ còn lại một mình. Và cũng có thể đó là một tai nạn không may ập đến. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ trải qua vô số niềm vui và nỗi buồn. Nhưng dù ngày đó có đến, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tất cả rồi cũng sẽ qua. Không trải qua một chút lạnh, sao có thể thấy được vẻ đẹp sao xuyến của hoa đào. Những bông hoa mỏng manh còn có thể nở trong khe đá. Những ngọn cây cao chót vót vẫn có thể hiên ngang ở vùng đất hoang tàn. Và bạn cũng có thể như vậy. Bạn sẽ luôn có một lựa chọn, ngoài bỏ cuộc, ngoài buông xuôi, ngoài tự trách mình. Đó là một lựa chọn dám đối mặt với những khó khăn và không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần như vậy, ngay cả khi bạn đứng trước vực thẳm cũng không thể khiến bạn lún sâu và rơi vào đó. Vậy nên hãy nhớ, mọi thứ trên đời đều có nhân và quả. Tất cả những gì khiến bạn đau khổ đều ở đây để cứu rỗi bạn. Đau khổ, điều làm bạn đau khổ sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Trong trăm năm cô đơn có nói, chúng ta bước đi trên cuộc hành trình vĩnh cửu của cuộc sống, chạy trên con đường gập ghềnh, hồi sinh trong thất bại, đau buồn đeo đầy cơ thể, đau khổ rơi rụng khắp nơi. Chúng ta mệt mỏi nhưng không thể dừng lại, chúng ta đau khổ nhưng không thể tránh né. Nỗi khổ là một lẽ thường của cuộc đời. Nếu hiểu được điều này, tâm ta sẽ an nhiên mà cũng dồi dào sức mạnh để đón nhận, để đối mặt với thách thức. Đau khổ luôn có mặt tốt của nó. Giống như nhà thơ vĩ đại Goethe đã từng nói, hãy nhớ kỹ tất cả những gì đau khổ để lại. Khi đau khổ qua đi, nó sẽ trở nên ngọt ngào. Cuộc đời cũng giống như một loại gia vị. Thăng trầm càng nghiền nát nó lại càng đậm đà hơn. Mặc dù Frankl có khát vọng sống mãnh liệt, nhưng sự tra tấn ngày này qua ngày khác cũng khiến ông đã từng rơi vào tuyệt vọng. Giống như những bạn tù khác, ông cũng bị phù nặng, bị đau ốm vì lâu ngày thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ. Hai bàn chân sưng tấy, đầu gối không gập lại được, chân bị gai cước, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn. Sau đó, khi được giao nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân, ông không may mắc phải bệnh thương hàn và suýt bị đưa vào lò thiêu. Trải nghiệm đứng trên bờ vực của cái chết hết lần này đến lần khác đã khiến ông bắt đầu suy nghĩ lại về ý nghĩa của cuộc sống. Ông quan sát đủ loại người trong trại tập trung và thấy rằng chỉ cần trong lòng họ còn hình bóng của một người thân yêu, họ sẽ không bao giờ từ bỏ đi cuộc sống của mình. Vì vậy, ông quyết định không để mình chết lặng vì mệt mỏi hay bệnh tật
mà coi trại tập trung giống như một nơi để thực hành, tôi luyện tâm lý. Khi các tù nhân khác bị tê liệt và đánh mất chính mình, ông đã dạy họ cách bỏ qua đau khổ bằng những câu chuyện đùa, hài hước. Khi các tù nhân chán nản và muốn từ bỏ đi hy vọng, ông đã dùng những lời phát biểu đầy ẩn ý để khuyến khích mọi người phấn chấn lên. Ngay cả khi đang bị thương hàn và có thể chết vì bệnh hoặc bị giết bất cứ lúc nào, ông vẫn tiếp tục ghi chép những mẩu giấy để chuẩn bị cho việc xuất bản cuốn sách tâm lý sau này. 3 năm bị giam cầm như vậy, nhưng lại khiến trái tim ông ngày càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, ông cũng hiểu sâu sắc về bản chất con người, để từ đó phát triển nên một liệu pháp trị liệu tâm lý độc nhất vô nhị. Chính nỗi đau về thể xác đã thôi thúc động lực tinh thần vô tận trong ông. Tagore đã từng nói, chỉ sau khi trải qua những đau khổ như địa ngục, người ta mới có thể phát triển sức mạnh để tạo ra thiên đường. Sau cái rét đến tận xương tủy, hoa hồng đỏ mới nở trong gió. Sau nỗi đau đớn của cánh chim bị gãy, đại bàng mới vút cao trên không. Chúng ta luôn sợ thất bại, sợ khủng hoảng trước đau khổ, nhưng chẳng biết rằng chính những cay đắng khó chịu đó mới tạo nên con đường để chúng ta vươn lên. Những người khiến bạn cắn răng ghét bỏ, những việc làm khiến bạn đau khổ đều sẽ biến thành dưỡng chất giúp cho bạn tái sinh. Không có nỗi đau nào không thể chữa trị, không có sụp đổ nào không thể kết thúc. Tất cả những gì mất đi sẽ trở lại bằng một cách khác. Bản chất của con người chúng ta là tìm kiếm lợi thế và tránh những bất lợi. Nhưng nếu chúng ta biết rằng trong môi trường cực khổ, con người mới có cơ hội đạt được sự thăng hoa về tinh thần, thì sẽ không bao giờ coi đau khổ là một tai họa và cũng không cảm thấy bản thân mình kém may mắn khi gặp phải nghịch cảnh. Frankl tin rằng đau khổ, xui xẻo và cái chết đều là những thành phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. Cuộc đời của một người sẽ không trọn vẹn nếu không có đau khổ và cái chết. Con người trong đau khổ cũng có thể ngẩng cao đầu, nếm trải hương vị mà đau khổ mang lại và tự hào vì đã trải qua đau khổ đó. Dostoevsky đã nói rằng, tôi chỉ có một nỗi sợ, đó là không xứng đáng với nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Vậy thì, để xứng đáng với những gì nếm trải, chúng ta cần phải làm gì? Ý nghĩa, người có một lý do để sống, có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Đây là câu nói của Nietzsche, cũng là câu châm ngôn mà Frankl đã dùng để giải thích tầm quan trọng của ý nghĩa sự sống đối với một người. Sau mọi đau khổ sẽ là ý nghĩa. Trong trại tập trung, Frankl chứng kiến rất nhiều người ra đi, không phải là vì thiếu ăn hay thuốc men, mà vì họ không có một lý do để tiếp tục sống. Số liệu thống kê cho biết tỷ lệ tử vong cao nhất trong các trại tập trung là vào dịp Giáng sinh, và điều này cũng đúng trên chiến trường của Thế chiến thứ hai. Vì hầu hết các tù nhân đều mong rằng họ có thể về nhà trước Giáng sinh. Nhưng khi hy vọng bị lụi tàn, tinh thần của họ cũng bị sụp đổ theo. Tinh thần suy nhược khiến sức đề kháng cơ thể suy yếu nghiêm trọng và dẫn đến tử vong. Trong cuộc sống hiện đại, điều tương tự cũng xảy ra. Rất nhiều người mắc chứng bệnh trầm cảm, chứng rối loạn tâm lý là do họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và họ mất phương hướng trong một xã hội mà họ cho rằng bản thân mình đang bị đan xen giữa tồn tại và vô hình. Chính vì vậy, Frankl đưa ra quan điểm, thứ khiến con người ta tiếp tục sống không phải là hy vọng, mà là ý nghĩa. Con người sống là để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời chính mình. Đối với nhân loại, nó còn quan trọng hơn việc đạt được niềm vui hay tránh đau khổ. Trong sách, tác giả đã đưa ra 3 cách khác nhau để giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Điều đầu tiên đó là tạo ra những công việc đầy cảm xúc hoặc theo đuổi một sự nghiệp cụ thể. Đơn giản mà nói, đó là thành tựu trong công việc. Thứ hai, đó là trải nghiệm trạng thái quan tâm, chăm sóc, yêu thương đối với một người cụ thể. Thứ ba, đó là có một thái độ dám đối diện, dám can đảm trước những khó khăn, chông gai hay những thời khắc gay go của cuộc sống. Và không có gì khác trên thế giới có thể giúp người ta sống sót một cách hiệu quả, đó là nhận ra cuộc sống của mình có ý nghĩa. Ý nghĩa cuộc sống bao gồm một chu trình rộng lớn từ sinh ra đến chết, trong đó gồm cả những khó khăn và gian nan. Vì vậy, hãy mở lòng mình và trải nghiệm cuộc đời này, bất kể nó chứa đựng bao nhiêu khổ đau hay hạnh phúc. Bạn chịu đựng được bao nhiêu
sẽ đạt được bấy nhiêu. Sau khi được giải cứu khỏi trại tập trung vào năm 1945, Franco thấy mình cô đơn khủng khiếp. Cha mẹ, em trai và người vợ đang mang thai mà ông yêu thương nhất đều chết trong tù vì bệnh tật và đói khát. Các bạn tù cùng sống sót với ông sau trại tập trung đã di cư sang các nước khác. Không người thân, không bạn bè, ông quyết định quay lại với nghề cũ, đó là bác sĩ tâm lý, để giúp đỡ cho những người bị tra tấn tinh thần sau chiến tranh. Ông ấy đã lao vào công việc, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân với học thuật để tạo ra liệu pháp ý nghĩa. Bằng cách thuyết giảng và tư vấn tâm lý, ông ấy đã cứu giúp cho nhiều người cha, người mẹ muốn tự tử vì mất con, những người chồng không thể buông bỏ người vợ đã khuất, hay hàng ngàn người xa lạ sống trong hoang mang. Ông đã viết lại bản thảo bị giam giữ khi vào trại tập trung và dành 9 ngày để hoàn thành đi tìm lẽ sống. Trong mấy chục năm tiếp theo, ông còn viết hơn 30 cuốn sách và đi khắp nơi trên thế giới để thuyết giảng. Chính trải nghiệm thoát khỏi cái chết đã khơi dậy lòng nhiệt huyết lớn lao của ông đối với cuộc sống. Và ông luôn sẵn sàng nếm trải những điều mới mẻ bất cứ lúc nào. Ở tuổi 67, ông bắt đầu học lái máy bay và nhận bằng phi công sau vài tháng. Ở tuổi 80, ông kiên quyết thử thách với các môn thể thao ngoài trời, leo lên dãy núi cao nhất, rộng lớn nhất của lục địa châu Âu. Cho đến khi hơn 90 tuổi, ông vẫn nói chuyện với những người đến thăm bệnh từ khắp nơi trên thế giới và đích thân trả lời thư mỗi tuần để giúp mọi người giải đáp thắc mắc của họ. Nhiều người rất cảm động trước kinh nghiệm việc làm của ông. Các trường đại học Harvard, Stanford và các trường danh tiếng khác cũng mời ông làm giáo sư. Các chính trị gia, triết gia nổi tiếng và thậm chí là giáo hoàng Paul II đã đọc sách của ông và từ xa xôi đến thăm ông. Có thể nói, chiến tranh đã hủy hoại cuộc sống của Franco và cướp đi những người thân yêu. Nhưng ông đã lựa chọn bước ra khỏi đống đổ nát của đau khổ và sống tỏa sáng như một vầng hào quang. Có một câu nói rằng, đau khổ là bàn đạp cho thiên tài, là vận may cho người có năng lực, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Những đau khổ luôn là thử thách, là một khóa học bắt buộc trong cuộc sống của chính bạn. Bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu đớn đau thì có thể đạt được bấy nhiêu thành tựu. Từ lựa chọn đến vượt lên trên đau khổ, cuối cùng lĩnh ngộ được ý nghĩa lớn lao của cuộc sống. Cuộc đời của Franco đã để lại nguồn cảm hứng bất diệt cho hàng triệu người khắp nơi trên thế giới. Và liệu pháp ý nghĩa mà ông sáng lập vẫn đang và sẽ giúp ích cho người đời. Nếu bạn có tìm hiểu về tâm lý học hoặc xem các chuỗi sách tâm lý học của Better Version chia sẻ, bạn có thể thấy so với phân tâm học, liệu pháp ý nghĩa không quá tập trung vào đối mặt với nội tâm và quá khứ, mà chủ yếu hướng tới tương lai. Về mục tiêu chính của sự tồn tại, đối với Freud thì ông cho rằng đó là theo đuổi niềm vui. Còn Adler thì cho rằng đó là theo đuổi sự ưu việt, vượt lên sự mặc cảm, tự ti. Trong khi đó, Frankl thì cho rằng đó là theo đuổi ý nghĩa, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống là động lực chính của sự tồn tại. Tác giả của cuốn sách Thép đã tôi thấy đấy có nói rằng cuộc sống con người như dòng sông cuồn cuộn, không tìm thấy đảo, không va vào đá ngầm, khó lòng nổi sóng đẹp. Để thấy hoa thơm, chim trời, cá nước, sao có thể thiếu sự tôi luyện của thiên nhiên? Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi ta dám chủ động rèn luyện bản thân trong hoàn cảnh gian khó. Chỉ khi vượt qua vực sâu chưa từng trải mới có thể leo lên đỉnh cao tưởng chừng không thể chinh phục. Khi một cá nhân đã thành công tìm thấy ý nghĩa, họ sẽ không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn có khả năng đối mặt với tất cả mọi khó khăn trong đời. Mong tất cả cho chúng ta khi đối diện với khó khăn, đau khổ và thất bại, hãy xem cuốn sách Đi tìm lẽ sống và có thể như là Franco vượt lên mọi đau khổ để có một nội tâm mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo và nhiệt huyết với đời. Hãy thưởng thức cuộc sống hiện tại của bạn như thể như được sống lần thứ hai. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về liệu pháp ý nghĩa, bạn cũng có thể tìm cuốn Prisoners of Our Thoughts, tạm dịch là tù nhân của tư duy, mà trong một video trước, Better Version đã chia sẻ về cuốn sách này. Mình sẽ để đường link ở đây. Đây là một cuốn sách rất đặc biệt vì hai tác giả của cuốn sách này đã tìm đến Franco để xin nghiên cứu tiếp về liệu pháp ý nghĩa, từ đó giúp cho mọi người có thể ứng dụng vào trong cuộc sống. Và cũng vô cùng đáng mừng là hiện tại có một nhà xuất bản đã xin được bản quyền dịch cuốn sách này ở Việt Nam. Vừa rồi nhà xuất bản đã đề nghị Better Version hợp tác để dịch cuốn sách này, tuy nhiên rất tiếc là mình hiện tại không có đủ thời gian để thực hiện được công việc ý nghĩa này.
nhưng chắc chắn rằng sắp tới đây cuốn sách này sẽ có mặt ở các nhà sách của Việt Nam. Hy vọng nó sẽ mang lại cho bạn đọc Việt nhiều sức mạnh nội tại, trí tuệ để tiếp bước cho những khó khăn và sống cho hiện tại. Rồi, cuối cùng video tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên để lại bình luận, cảm xúc, suy nghĩ của bạn ở phía dưới. Ủng hộ mình bằng một nút like, nhấn nút theo dõi, mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần của mình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.